Tính đến thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 325.000 người trong tổng số hơn 5 triệu ca nhiễm trên toàn thế giới kể từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên tại Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Sau khi nhiều nước lên tiếng ủng hộ điều tra COVID-19, Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức thông qua nghị quyết kêu gọi điều tra độc lập về sự ứng phó của cơ quan này trước đại dịch. Văn kiện được toàn bộ 194 thành viên ủng hộ, trong đó có Mỹ và Trung Quốc. Nghị quyết yêu cầu tiến hành càng sớm càng tốt một cuộc đánh giá khách quan, độc lập và đầy đủ về phản ứng quốc tế dưới sự điều phối của Tổ chức Y tế Thế giới nhằm đối phó với đại dịch COVID-19, để từ đó cải thiện năng lực phòng ngừa, sự sẵn sàng và phản ứng toàn cầu trước các đại dịch. Cuộc điều tra sẽ phải xem xét một cách kỹ lưỡng những biện pháp mà Tổ chức Y tế Thế giới đã thực hiện khi đối mặt với đại dịch COVID-19. Tôi cảm ơn các quốc gia thành viên đã thông qua nghị quyết yêu cầu đánh giá độc lập và toàn diện về phản ứng quốc tế đối với đại dịch COVID-19, cũng như sự ủng hộ và đoàn kết với chúng tôi tại hội nghị này và trong suốt đại dịch. WHO tiếp tục cam kết minh bạch, trách nhiệm và cải tiến liên tục. Chúng tôi muốn trở thành một cơ quan có trách nhiệm nhất. Nghị quyết được thông qua sau những chỉ trích liên tiếp từ phía Mỹ. Đỉnh điểm là việc nhà lãnh đạo Mỹ hồi tháng 4 vừa qua đã ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới và thậm chí hôm qua còn đe dọa dừng tài trợ vĩnh viễn cũng như rút khỏi cơ quan này nếu không có sự thay đổi đáng kể trong 30 ngày. Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của WHO. Hiện Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19 với hơn 1,5.700.000 ca nhiễm và 93.533 ca tử vong. Nga xếp thứ hai sau Mỹ về số ca nhiễm với hơn 308.000 người, nhưng số ca tử vong của nước này vẫn thấp hơn nhiều so với các nước khác là hơn 2.900 ca. Tây Ban Nha đứng thứ ba về số ca nhiễm với hơn 278.000 người. Tổng cộng có 11 nước có trên 100.000 bệnh nhân COVID-19, lần lượt là Mỹ, Nga, Tây Ban Nha, Brazil, Anh, Italia, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Ấn Độ. Thưa quý vị, tối qua, chuyến bay đặc biệt đưa công dân Việt Nam mắc kẹt tại Ấn Độ do đại dịch COVID-19 đã cất cánh từ thủ đô New Delhi về nước. Đây là chuyến bay có ý nghĩa đặc biệt bởi diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm 130 năm sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là một trong những chiến dịch bảo hộ công dân trải qua nhiều khó khăn nhất. Phan Tùng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ phản ánh. Rạng sáng nay 20 tháng 5, chiếc máy bay mang số hiệu VN0088 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines cất cánh từ thủ đô New Delhi, Ấn Độ, mang theo 340 công dân Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Cần Thơ, kết thúc một chiến dịch bảo hộ công dân kéo dài gần 3 tháng. Phần lớn bà con Việt Nam mắc kẹt tại Ấn Độ trong đợt đại dịch bùng phát này là những tăng ni sinh đang học tập tu hành tại các viện Phật giáo tại nhiều địa điểm trên khắp Ấn Độ. Khách hành hương, nhiều người là sinh viên, kỹ sư đang học tập tại nước này. Để có được kết quả này, Đại sứ quán đã phải ra 23 công hàm đề nghị cơ quan chức năng trung ương và các bang Ấn Độ cho phép công dân Việt Nam được di chuyển đúng thời gian và hành trình. Tôi rất vui mừng là 340 người đạt được tiêu chuẩn đó thì hôm nay đã trở về trên chuyến bay đặc biệt này. Chúng tôi vui mừng hơn vì chuyến bay đặc biệt này được tổ chức vào đúng ngày 5 là một việc làm rất thiết thực để chào mừng ngày sinh của Bác. Sau khi hạ cánh tại sân bay Cần Thơ rạng sáng nay, 340 công dân trở về từ Ấn Độ đã được làm các thủ tục khai báo y tế, đo thân nhiệt và được đưa đi cách ly tập trung. Sáng nay ngày 20 tháng 5 tại trụ sở Quốc hội Campuchia đã diễn ra lễ bàn giao vật tư y tế của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tặng Quốc hội và Thượng viện Campuchia để cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đã trao tặng 30.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn cho đại diện Quốc hội, Thượng viện Campuchia. Đại sứ Việt Nam cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục gây ra những tác động tiêu cực, Quốc hội Việt Nam muốn chia sẻ một phần nguồn lực của mình để ủng hộ Quốc hội, Thượng viện Campuchia trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Tổng thư ký Quốc hội Campuchia ông Lem Peng Long cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã trao tặng món quà có ý nghĩa cho Quốc hội, Thượng viện Campuchia. Ông Lem Peng Long cho rằng món quà này thể hiện cho tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Đan Mạch là quốc gia đầu tiên ở châu Âu mở cửa trở lại trường học, nhà trẻ và các doanh nghiệp nhỏ. Việc hành động sớm và quyết liệt khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lây lan được cho là đã giúp quốc gia này giảm thiểu thiệt hại, từ đó có thể sớm mở cửa trở lại và phục hồi kinh tế.
dựa trên các yếu tố về ổn định chính trị, quản trị doanh nghiệp, sự minh bạch, mức độ rủi ro của môi trường và nguồn cung ứng kết hợp phản ứng với dịch bệnh. Nhiều chuyên gia nhận định Đan Mạch sẽ là một trong năm quốc gia phục hồi nhanh nhất sau đại dịch COVID-19. 4 tuần sau khi Đan Mạch bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống COVID-19, nhiều người đã quay lại các quán cà phê và nhà hàng với niềm tin rằng dịch bệnh đã được kiểm soát. Các quán cà phê yên tĩnh hơn, các bàn được xếp đặt đảm bảo khoảng cách, nhưng khách hàng tỏ ra hài lòng. Cảm giác thật tuyệt. Tôi rất vui vì lại được ở đây với bạn bè, thưởng thức một tách cà phê ngon và thư giãn bên ngoài, chứ không bị chôn chân ở trong nhà nữa. Đan Mạch đã hành động nhanh chóng khi dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng ở châu Âu. Nước này đã ban hành các biện pháp giãn cách xã hội, đồng thời tuyên bố đóng cửa trường học và các doanh nghiệp tư nhân không thiết yếu vào ngày 11 tháng 3, không cho công dân nước ngoài nhập cảnh từ 14 tháng 3. Tôi nghĩ đóng cửa sớm là một quyết định đúng đắn. Giờ nhìn vào số ca mắc và tử vong, chúng ta có thể thấy tình hình tốt hơn nhiều một số nước láng giềng. Chuyên gia cho rằng, cấu trúc tập trung của chính phủ Đan Mạch giúp thực hiện các biện pháp hạn chế nhanh hơn. Điều này rất khác so với nước láng giềng Thụy Điển. Văn hóa Đan Mạch, theo đó người dân có xu hướng tin tưởng vào chính quyền và sẵn sàng sát cánh vì mục đích chung, cũng giúp tăng hiệu quả của các biện pháp chống dịch, dù các biện pháp hạn chế không quá nghiêm ngặt như Pháp và Italia. Mới đây, một thanh niên người Mỹ đã phải lái ô tô từ tiểu bang Washington đến California, cách đó gần 1.000 cây số, chỉ để cắt tóc. Sở dĩ anh này phải tốn công tốn sức đến như vậy là do bang Washington vẫn còn phong tỏa vì dịch COVID-19, nên anh đã không còn cách nào khác là phải sang một bang khác thì mới giải quyết được mái tóc đã quá dài. Theo đó, vào đầu tháng 5, anh Pha, 28 tuổi, sống tại thành phố Olympia, nhìn thấy dòng trạng thái của người bạn khoe vừa cắt tóc ở Yuba, California. Pha đã hỏi thăm và cố tình truy tìm tung tích những tiệm cắt tóc đang mở cửa, rồi lập tức phóng xe thẳng đến một hiệu cửa hiệu tại quận Sutter, California. Sau khi có được kiểu đầu mới với giá là $20, thì Pha tỏ ra rất hài lòng. Trước đây, khi dịch COVID-19 chưa bùng phát ở Mỹ, Pha thường cắt tóc vài tuần một lần. Tuy nhiên, dịch đã khiến cho anh phải ở nhà và không thể cắt tóc suốt 3 tháng nay. Anh cho biết, người thợ cắt tóc chính là người lạ đầu tiên anh tiếp xúc sau 3 tháng thực hiện giãn cách và không bước chân ra khỏi nhà. Chủ tiệm cắt tóc cho biết, nhiều người trên khắp bang California và các bang khác đã kéo về quận Sutter của thành phố Yuba để cắt tóc dù phải mất từ 3 đến 4 giờ lái xe. Thưa quý vị, sau gần 2 tháng phong tỏa do dịch bệnh COVID-19, Italy đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn 2 của tình trạng khẩn cấp. Theo đó, nước này đã bước sang giai đoạn sống chung với dịch bệnh, trong khi nhiều biện pháp giãn cách xã hội đã được nới lỏng. Italia đang dần gỡ những bó buộc lâu nay vì dịch COVID-19. Nước này từng phong tỏa nghiêm ngặt toàn quốc, nhưng giờ đang bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến này. Italia hiện đang là nước duy trì các biện pháp phong tỏa lâu nhất thế giới. Người dân đã dần quay trở lại cuộc sống bình thường, dù vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tại Italia, các hoạt động kinh tế và sản xuất đã trở lại bình thường. 4/5 lao động đã quay trở lại làm việc sau 2 tháng trong nhà. Tất cả đang phải làm quen với cuộc sống bình thường kiểu mới. Nhà máy này sản xuất tủ đông lạnh cho quán bar, nhà hàng, tiệm bánh. Các công nhân đã dần trở lại làm việc dần, nhưng thay vì toàn bộ 800 người, giờ nhà máy chia ca chỉ 200 người làm việc cùng lúc. Tất cả quen với những quy định mới như giãn cách, bắt buộc đeo găng tay, khẩu trang, mặt nạ chắn giọt bắn. Bất cứ khu vực chung nào như căng tin hay toilet, giờ cũng có đèn giao thông. Bấm một nút để được đi vào, nếu đèn đỏ có nghĩa là ở bên trong đã không đủ không gian tuân thủ giãn cách, phải chờ. Chúng tôi sẽ phải chung sống với dịch bệnh trong không chỉ vài ngày, vài tuần. Nhà máy đã tăng cường các biện pháp phòng dịch, lắp đặt nhiều thiết bị phần cứng và cả phần mềm để đáp ứng yêu cầu này. Dịch COVID-19 bùng phát phức tạp ngoài sức tưởng tượng, Italia trở thành một trong 5 nước có số ca tử vong cao nhất thế giới, với hàng chục ngàn người, khiến toàn bộ người dân ở đây có cái nhìn khác về mức độ nghiêm trọng của COVID-19. Thưa quý vị, Hồng Kông, Trung Quốc là nơi có giá nhà đất vào hàng đắt đỏ bậc nhất thế giới. Trung bình giá của 1 m² đất ở đặc khu hành chính này rơi vào khoảng 700 triệu đồng. Cuộc sống thường ngày trong không gian chỉ 1 m² vốn đã không dễ dàng gì. Thì khi dịch COVID-19 bùng phát, yêu cầu về đảm bảo vệ sinh, giãn cách thực sự là một thử thách lớn đối với người dân nghèo sống tại Hồng Kông. Trong khi những người có thu nhập cao sống tại những chung cư, biệt thự hiện đại, xa hoa, nhiều người dân nghèo lại phải đang chen chúc trong những căn hộ được chia nhỏ trái phép, từng được gọi là nhà lồng hay căn hộ quan tài.
Đây là phòng của tôi có một cái tivi, một ít quần áo và vài đồ đạc linh tinh khác. Thỉnh thoảng tôi ăn ở đây, có lúc ăn ở ngoài. Tất nhiên là chỗ này quá nhỏ, nhưng cũng đành chịu thôi. Nguồn cung nhà ở Hồng Kông rất hạn chế, tôi chỉ có thể thuê cái giường, chứ không đủ tiền thuê cả căn phòng. Ông Phong, 66 tuổi, đã sống hơn 6 năm nay tại khu nhà lồng ở quận Thâm Thủy Bộ, phía nam đặc khu. Một căn hộ chật hẹp chỉ 47m2 và có đúng một cửa sổ được che nhỏ cho ông cùng 17 người khác. Với thu nhập ít ỏi, ông vẫn cố gắng phải trả 2.000 đô la Hồng Kông, tương đương gần 6 triệu đồng tiền thuê mỗi tháng. Thế rồi dịch bệnh bùng phát, cuộc sống vốn khó khăn lại càng trở nên chật vật. Quay lại Hồng Kông sau khi ăn Tết ở quê nhà Cát Nhĩ Tân, ông Phong buộc phải tự cách ly trong vòng 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên, khi những người cùng phòng biết tin ông trở về từ Trung Quốc đại lục, họ đã rất tức giận và yêu cầu ông rời đi để đảm bảo an toàn cho mọi người. Nhờ sự giúp đỡ của một nhân viên hoạt động xã hội, ông Phong sau đó được đưa đến khu cách ly tập trung. Và thực tế là chuỗi ngày này đối với ông lại thoải mái hơn rất nhiều. Ông Phong chỉ là một trong số hàng trăm nghìn người có thu nhập thấp ở Hồng Kông, đang phải vật lộn giữa đại dịch. Bên cạnh việc bị cắt giảm giờ làm, thậm chí mất luôn việc, họ có nguy cơ mắc và lây nhiễm virus cao khi sống trong những căn nhà lồng chật chội, đông đúc và thiếu vệ sinh. Việc giãn cách gần như là không thể. Để tránh tình cảnh chen chúc, không ít người lựa chọn lang thang ngoài đường, giết thời gian, kể cả khi hầu hết các địa điểm công cộng đều đóng cửa do đại dịch. Tôi sợ virus dễ dàng phát tán từ lồng này sang lồng khác. Nếu không may nhiễm bệnh, tôi sợ đi bệnh viện cũng không có đủ giường. Ở ngoài đường có bất tiện nhưng an toàn hơn. Tôi cũng luôn cố gắng tránh xa những nơi đông người. Dù ngủ dưới đường hầm thì vẫn có thông gió từ hai phía xuống. Chính quyền Hồng Kông hiện đã công bố các gói hỗ trợ trị giá 37 tỷ đô la Mỹ để ngăn chặn các tác động của dịch COVID-19, trong đó bao gồm nhiều lần giảm thuế và hỗ trợ thuê nhà với người thu nhập thấp. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng đây là thời điểm để nhìn nhận lại chính sách nhà ở của Hồng Kông, tập trung hơn vào việc cải thiện điều kiện của những khu nhà dân nghèo.